Các bạn thân mến, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Nhân Chứng Sống với nội dung xoay quanh những câu chuyện ma ở Sài Gòn. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn có nick là Thắng N ở diễn đàn Ô Tô Văn. Năm 2015, Thắng chuyển sang ở Tân Bình cùng với chị gái và ở đó cho tới tận bây giờ. Chỗ Thắng ở thì nằm trên đường Phan Văn Xỉu, phường 13, đường Cộng Hòa. Ở chỗ này thì kiểu phòng ốc xây theo kiểu bây giờ là cao tầng chồng lên nhau, chứ không phải là mấy khu trọ kiểu cũ. Chị em Thắng thì ở tầng 5, cũng là tầng cao nhất, và trên đó có một khoảng trống để người ta phơi quần áo. Ra thêm tí nữa là hành lang có ban công. Đây cũng là chỗ mà Thắng hay ra tám chuyện fake time với người yêu. Và năm 2018, như mọi hôm, Thắng đi ra đây để gọi điện nói chuyện với người yêu. Thường thì tới gần 12 giờ mới ngủ. Cuối tuần thì có lúc tới 1-2 giờ sáng. Lần đó hình như cũng khá muộn. Chắc chắn là qua 12 giờ rồi. Thắng đang nói chuyện qua điện thoại, đi qua đi lại cái hành lang ban công. Lúc đó bỗng Thắng lại nhìn xuống đường, thấy đường vắng lắm, không có một bóng người. Thế rồi đi tiếp tới cuối hành lang, Thắng đứng đó nói chuyện. Và mọi người có biết sao không? Thắng nhìn qua vách tường chỗ sau lưng khu phơi đồ, cách Thắng tầm 1,5 m. Ngay trong tầm mắt của Thắng thì có một khối trắng tròn tròn đang bám vào tường. Thắng lúc đó bị đứng hình, mất 1-2 giây thì bỗng dưng cái khối trắng đó nó tan ra. Chắc hẳn các bạn cũng biết đến khói thuốc từ cái vếp, thì cái đốm trắng này nó cũng y như vậy, mà màu thì lại nhạt hơn. Tuy Thắng bị cận nhưng chắc chắn là không thể nhìn nhầm vì nó quá gần, giống như một khối tròn màu trắng. Khi thấy mình thì tan ra như kiểu khói được thổi trong bong bóng xà phòng vỡ. Thắng nhìn thấy thế, đi vội vào phòng, trong đầu suy nghĩ đó là cái gì. Chắc chắn là không có ai có thể hút thuốc vào giờ đó, vì dãy của Thắng lúc đó chỉ còn có mỗi mình Thắng là thức. Và với độ cao 5 tầng thì cũng không thể người ta hút thuốc ở dưới bay lên. Bên dưới là mái tôn nhà người khác, cách 4 tầng. Càng không phải là sương mờ hay gì đó, vì trời Sài Gòn lúc đó rất là trong. Sau một hồi suy nghĩ với bao nhiêu thứ tào lao, thì Thắng quyết định từ nay sẽ không ra đó nói chuyện khuya nữa. Chuyện kế tiếp thì của một bạn có Facebook tên là Cao Thị Thu Vân. Địa điểm là nhà bà chị của Vân ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, khúc gần ngã tư Hòa Bình. Còn số nhà thì Vân không tiện nói, sợ bị chửi chết. Vân chỉ có thể nói thêm đó là đoạn từ Hòa Bình chạy về hướng kênh Tân Hóa, nằm bên phía tay phải. Hôm đó Vân sang nhà chị Vân chơi. Ai ngờ thì bà chị thấy Vân qua, bà ấy quăng con bé của bà 4 tuổi cho Vân giữ, rồi bà ấy đi đánh bài. Nhà thì có một lầu, tầng trệt thì thờ Quan Âm cũng ấm cúng. Mà không hiểu sao, cứ bước lên lầu là lạnh, dù không có bật máy lạnh. Tối đến, Vân với con bé ngủ ngon lành cành đào. Con bé thì nó nằm phía trong vách tường, nằm bên tay trái của Vân. Tới 4 giờ sáng, Vân dậy lọ mọ đi toilet. Phòng thì có đèn ngủ xanh mờ mờ. Đi toilet xong, đi vào, đang nằm lim dim ngủ thì bỗng dưng Vân thấy có một em bé trông khá nhỏ, độ chừng 2 tuổi, đang bò ở chỗ cửa, là ở phía bên hướng tay phải của Vân. Lúc đó Vân đang mơ mơ màng màng, tưởng là con bé con của chị Vân. Vân mới kêu lên: "Ria, vào ngủ con ơi." Vừa kêu xong thì Vân sực tỉnh, giật mình vì con bé con của chị Vân nó đã 4 tuổi rồi, nhìn đâu có nhỏ như vậy, mà lại còn bò nữa chứ, không phải là đi. Nhà thì vốn không có nuôi chó mèo gì cả. Vừa mới dứt tiếng, Vân giật bắn người, nhìn kỹ lại thì không thấy đâu. Quay sang bên cạnh thì con bé cháu vẫn đang nằm ngủ bên tay trái của Vân. Vân nghĩ chắc là hoa mắt nhìn nhầm, liền ngủ tiếp. Đang lim dim
thì bỗng dưng có cảm giác ai đó nắm vào ngón chân út của Vân rồi giật giật. Nhìn xuống thấy bóng đen của em bé nhỏ xíu. Bóng đen thì nhỏ, ngay ở bên phía chân phải của Vân. Vân bật ngồi dậy, la lên, thì nhìn xung quanh vẫn bình thường. Xong Vân dậy luôn, mở hết đèn trong nhà lên, đi xuống dưới tầng trệt thắp nhang cho tượng Quan Âm. Nhìn đồng hồ thì mới có 4:30. Vân quyết định bật tivi ngồi đợi tới 5 giờ cho bà bán hủ tiếu trước nhà mở thì ra ăn. Tới lúc đó ra ăn thì bà hỏi tại sao Vân lại thức sớm vậy. Mới mở bán là đã ăn liền đúng 5 giờ. Vân mới kể sơ sơ thì bà ấy nói khu này có nhiều ma lắm. Bà ấy thường dọn hàng nấu nồi nước lèo khoảng 3:30. Lúc đó thì chỉ có một mình. Bà ấy thấy hoài. Vân mới nói, ủa, đây là Sài Gòn, người đông mà sao ghê vậy hả bác? Bà ấy khuyến mãi cho Vân thêm một chuyện. Là có bữa khoảng 3:30, lúc bà ấy đang nhóm than nấu nước lèo, ngồi quạt quạt mà buồn ngủ nên cứ gục đầu xuống. Lúc đó thì bà ấy thấy có một người con gái tới đứng ngay trước đường, ngay hướng khói bay lên. Bà ấy mới kêu là xích ra chút xíu, khói nó ám mùi vào người đó cô ơi. Nhưng bà ấy không có nhìn lên, mà người con gái này thì cứ đứng đó. Bà ấy mới nhìn lên thì thấy là mặc đồ như kiểu là đồ đi chùa, màu trắng đục, tóc dài nhưng xõa lù xù, không nhìn được mặt. Bà nhìn lên thì thấy người con gái này đi quẹo vào cái hẻm. Tự nhiên bà ấy lạnh hết cả sống lưng nên mới chồm người theo để nhìn vào cái hẻm, rồi không thấy có ai hết. Mà rõ ràng là nó vừa quẹo ngay vào cái hẻm mà bà cũng ngồi ngay đó. Chồm người ngoái đầu nhìn vô hẻm thì cùng lắm cũng chỉ mất 3-5 giây chứ mấy, vậy mà mất tiêu không có vết tích. 3-5 giây thì đã đi được có mấy bước chân đâu. Nghe xong chuyện thì mình cũng ăn xong. Vân đợi chị Vân về để trông con bé, rồi Vân cũng tính chuẩn luôn. Trước khi đi Vân còn kể lại cho bà ấy nghe, thì bà chị Vân có trả lời, à tháng này tao quên cúng cô hồn, tháng nào cũng phải cúng 2 lần, tháng này quên nên chắc là nó nhắc. Mình lúc đấy mới nghĩ, sao không nhắc bà ấy mà lại đi nhắc mình. Chuyện kế tiếp thì của bạn có Facebook tên là Vũ Châu ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, Châu có đi một khách sạn không tiện nêu tên vì là chỗ làm ăn của người ta. Lúc Châu cùng với bạn đến check-in thì khoảng 11 giờ hơn. Vì có đặt phòng trước nên Châu qua chi nhánh đối diện mới sửa lại vì phòng đặt ở bên đó. Lúc chuẩn bị băng qua đường, bỗng dưng bạn Châu có bảo, chị Châu ơi, sao tự dưng em thấy ghê quá. Châu thì cũng chẳng quan tâm vì lúc đó cũng khá mệt. Vào được tới phòng thì Châu xem xung quanh phòng ốc mấy toanh, đến cả cái bàn còn có cả tem giá 450.000 đồng. Sau khi tắm rửa các thứ thì cũng đến lúc đi ngủ. Lúc này thì mọi chuyện bắt đầu. Khi đó hai đứa nằm ngủ, Châu bắt đầu có cảm giác bị xê dịch lên xuống, kiểu như có người kéo kéo mình với tốc độ đều lắm. Nhưng không có cảm giác bị cầm nắm gì, chỉ là người bị xê dịch. Châu lại tưởng bạn kia đang nhún nhún người nên nghĩ trong đầu, ờ cái con dở này, ngủ thì không ngủ, cứ nhún nhún làm cái gì thế. Đến khoảng 2 tiếng sau, bạn này khó ngủ hay sao, quay mặt qua nằm nói chuyện vài câu rồi mới hỏi em, ủa sao nãy giờ chị cứ rung giường hoài vậy. Ôi thề, lúc đó tim Châu cứ như muốn nhảy ra ngoài. Châu bắt đầu đem tất cả các loại kinh ra đọc. Châu thì theo đạo Thiên Chúa nên giam ba cái chuyện này cũng chưa từng sợ lắm, cơ mà lần này thì cảm giác sợ thật sự. Sau đó Châu để ý kỹ hơn thì rung rất là đều, nhịp điệu thì nhẹ nhàng. Xong rồi bắt đầu nhìn xung quanh phòng, rồi tự nghĩ trong lòng, thề bố mày mà chỉ cần thấy bất kỳ một cái bóng nào là bố mày bế bạn bố chạy ngay, không thèm dọn đồ luôn. Cứ nằm đó đến khoảng 4 giờ,
Châu đang nằm ngửa thì bỗng dưng không còn cảm giác bị rung, nhưng mà bắt đầu có cảm giác bạn nằm kế bên bị rung. Châu để tay cho bạn này nằm gối lên, xong Châu cảm giác ra được bạn này cũng di chuyển trên tay Châu. Lúc đấy thì Châu chỉ nghĩ, thôi đừng có đùa cô ấy, tiếp tục đùa với tôi đây này. Mà Châu cứ cảm giác bạn này bị rung, không biết làm thế nào đành gọi bạn ấy dậy. Hai đứa cười nói giỡn giỡn, bạn này thì không biết gì, Châu thì cũng chả nói ra để cho bạn ấy sợ. Tới sáng lúc bạn ấy đi tắm, Châu có nằm một mình trên giường bấm điện thoại, lại có cảm giác rung nhẹ nhẹ như lúc ban đêm. Châu nghĩ chắc là không sao nên Châu nằm im. Bỗng dưng bị rung mạnh hơn. Lúc đó mà có ai nhìn vào sẽ thấy Châu bị rung rất là mạnh, nhìn thấy rõ ràng. Châu sợ quá nhảy thẳng dậy, dọn đồ cấp tốc. Bạn Châu vừa ra là Châu lôi chạy ngay, không dám ở lại thêm phút giây nào nữa. Chuyện kế tiếp thì cùng một bạn có Facebook là Dây Lê. Câu chuyện chính của mình là về anh trai mình, tạm gọi là anh Thanh. Hôm đó 10 giờ đêm, anh Thanh có xích mích với một người tên là Đạt nên có cãi lộn với nhau. Anh Thanh thì không kiềm được mới đập cho ông kia một trận. Tầm tới 1 giờ khuya, ông Đạt xách dao chém lén anh mình trong lúc anh mình đang đi bộ về nhà. Chỗ chém thì là cầu Rạch Đĩa 2, đường Nguyễn Hữu Thọ. Lúc mình nghe tin thì lần đật chạy lên bệnh viện, vì anh Thanh được người dân trở lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc 3 giờ, mình với thằng Quân tới bệnh viện thì thấy anh mình đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. Mình thì đầy máu me nhưng còn kêu mình được, nên mình mới mừng thầm chắc là không sao. Mình mới hỏi, anh sao rồi? Nó chém anh ở đâu? Anh mình thì mới trả lời, anh không sao, bị nhẹ thôi. À, ba mẹ anh lên chưa? Mình mới nói, bác Sáu với cô Sáu đang lên anh ơi. Thế rồi bác sĩ băng bó cho anh chưa? Mà sao để anh ngồi đây máu me thế này? Lúc này từ phòng cấp cứu có đẩy ra một cái băng ca trùm kín người đi qua. Mình có thấy nhưng cũng không có quan tâm. Mình mới nói, anh ngồi đây đi, em kiếm mấy thằng bác sĩ kêu nó băng bó cho anh, chứ ai lại để người ta ngồi vậy mà không cấp cứu. Mình với thằng Quân chạy đi tìm bác sĩ thì gặp được một chị y tá. Mình mới nói, chị ơi, anh của em bị người ta chém, chị sơ cứu giùm được không chị? Mình, Quân và chị y tá chạy xuống thì không thấy anh mình đâu. Mình với thằng Quân chạy lòng vòng đi kiếm nhưng không thấy nên quay lại chỗ cũ. Khi quay lại chỗ cũ thì mình thấy bác Sáu với cô Sáu và vài anh em bạn bè đang đứng sẵn ở đó. Mình chạy lại thì cô Sáu quay qua khóc, Dương ơi, thằng Thanh nó chết rồi Dương ơi. Lúc đó mình ngạc nhiên lắm, mình mới nói, đâu có đâu cô Sáu, anh ấy mới ngồi nói chuyện với con và thằng Quân còn tỉnh queo mà cô Sáu. Cô Sáu mới nói, cô mới gặp bác sĩ, người ta nói nó chết lúc 2:30 do mất máu quá nhiều, vì bị chém vào đầu 2 nhát với 5-6 nhát ở trên lưng. Lúc này mình mới ngạc nhiên vô cùng, anh mình thì mất lúc 2:30, mình tới gặp và nói chuyện là lúc 3 giờ. Thế khi đó mình gặp là như thế nào? Qua hôm sau, khi đón xác anh mình về làm tang lễ, tối đó tầm 11:30 thì mình với anh em bạn bè ngồi trước nhà đánh bài cắn hột dừa. Mình đi vệ sinh thì lúc đó đi ra sau nhà, xong rồi mình thấy có người đi vào phòng của anh mình. Mình cứ nghĩ là anh Phong, em của anh Thanh nên không để ý. Mình đi ra trước thì thấy anh Phong đang ngồi nhậu với mấy ông bạn. Mình mới chạy ngược vào phòng thì thấy trong phòng không có ai. Lúc này thì cũng nghi nghi vì cái sự ăn ở của mình. Tới hôm chôn xong thì tụi mình ngủ lại nhà cô Sáu để phụ dọn dẹp tang lễ. Tối đó đang ngủ ở phòng khách thì mình với thằng Quân nghe thấy có tiếng đi lẹp bẹp trong nhà. Mình với thằng Quân quay ra thì thấy anh Thanh đang đi từ nhà trước ra nhà sau. Sau đó anh ấy mở nước tắm mà cả nhà cứ như không có ai nghe hay sao đó. Mình cứ thấy im re. Lúc này hai thằng nhìn nhau cảm thấy hãi quá mới quyết định đi lên trên phòng đắp chăn và coi như không có chuyện gì.
Sáng ra, mình với thằng Quân có hỏi nguyên nhà thì không có ai nghe hết. Thế rồi tụi mình kể cho mọi người nghe thì cô Sáu có nói: người chết mà chưa qua 49 ngày thì vẫn chưa tin là mình đã chết, nên còn đi lại trong nhà làm những hành động và thói quen như mọi ngày. Tiếp tục là câu chuyện của cô Lệ, kể về chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn 30 năm. Khi đó cô Lệ mới khoảng 30-31 tuổi. Chuyện xảy ra ở khu ăn dưỡng bán đảo Thanh Đa. Năm đó, cơ quan có tổ chức cho nhân viên làm công tác tốt nhưng sức khỏe yếu kém đi ăn dưỡng ở bán đảo Thanh Đa. Không biết bây giờ thì còn khu ăn dưỡng đó không, vì sau này không nghe ai nói tới khu ăn dưỡng này nữa. Cơ quan tôi công tác thì chọn được 6 người cho đi ăn dưỡng, trong đó có tôi. Khi xe đưa đến nơi thì chúng tôi được lên lầu 2. Khu ăn dưỡng này thì có 2 dãy, phía bên trái dành cho nam, còn khu bên phải thì dành cho nữ. Cầu thang dẫn lên lầu nhỏ và hẹp. Trên đó thì có 3 phòng, mỗi phòng có 2 giường và 2 tủ gỗ lớn. Phía ngoài của 3 phòng là một cái sảnh rộng, có để một bàn với 4 ghế cho những người ở 3 phòng đó sử dụng chung. Ở phía cầu thang thì có một cánh cửa, khi mọi người muốn an toàn thì đóng cửa cầu thang và có khóa. Tôi và một con bé đồng nghiệp ở chung trong một phòng. Khi nhận phòng thì chúng tôi có mở tủ kiểm tra và lau chùi lại giường tủ, toilet, các thứ xong thì mới cất quần áo và các thứ cần thiết vào trong tủ. Ở đó, chúng tôi chỉ việc nghỉ ngơi, đến giờ đi ăn uống. Tất cả mọi thứ đều được phục vụ. Chiều đi ra bờ sông hóng gió, ở đó còn có cả hồ bơi, thư viện và một khu cho ai thích đánh bóng bàn. Những ngày đầu, chúng tôi nghỉ dưỡng ở đó thì cũng rất bình thường, cho đến một buổi chiều kia. Sau khi ăn chiều xong, các bạn ở ba phòng đó đều xuống đất chơi, chỉ còn lại có một mình tôi ở trên lầu đọc sách. Vì trước đó, tôi có mượn một cuốn sách ở thư viện. Tôi đang đọc cuốn Don Quixote, đến đoạn không nhịn được cười thì tôi cười ra tiếng. Và tiếp theo là có một giọng cười đàn ông nghe rất lớn ở bên cạnh. Tôi vội buông quyển sách xuống và nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy có ai. Tôi vội chạy ra sảnh trước thì cũng không có thấy ai. Lúc này tôi lại nghe được có một tiếng rên rất lớn. Tôi trở vào phòng đóng cửa thì nghe thấy tiếng rên ở trong phòng. Tôi chạy ra cầu thang định chạy xuống đất, nhưng mấy đứa nhỏ đã khóa cửa cầu thang nên tôi không xuống được. Lúc bấy giờ tôi hốt hoảng lắm, chạy trở vào phòng và đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy trời bắt đầu sụp tối. Ở cửa sổ này là cửa lùa, không có song sắt. Buổi sáng con nhỏ chung phòng đã kéo lùa cửa sổ xuống rồi. Trong khi đó, tiếng rên ngày càng nhiều và càng lớn sát ngay bên tai. Tôi đến bên cửa sổ, ngồi lên và đưa hai chân ra ngoài, chuẩn bị nhảy xuống. Lúc đó tôi không nghĩ được là khi nhảy xuống có chết hay không, vì tiếng rên đã dí tôi ngay gần. Có lẽ lúc đó số tôi chưa chết, nên có hai chú lớn tuổi đang đi dưới đường nhìn lên, thấy tôi chuẩn bị nhảy xuống nên la lớn: "Con nhỏ kia, bỏ hai chân vào và trở vào phòng, bộ mày muốn chết à?" Lúc đó gần như tôi tỉnh hồn lại, bước vào phòng, không còn ngồi trên cửa sổ nữa. Và tôi chợt thấy mấy cô bạn cùng lầu đang đi dưới đất lên, nên tôi gọi các cô trở lên lầu mở cửa cho tôi. Từ chiều hôm đó tới những ngày hôm sau, tôi không còn dám ở lại một mình ở trên lầu trong cái khu nghỉ dưỡng ở bán đảo Thanh Đà. Chuyện kế tiếp thì cùng một bạn Facebook giấu tên. Bạn ấy cho biết là bạn ấy 21 tuổi và có chia sẻ lại như sau: "Từ khi còn nhỏ, em đã có thể thấy được những hình ảnh không nên thấy và nghe được những tiếng kêu tên em trong đêm. Nhà em thì có bà nội mất sớm. Bà mất khi mới gần 40 tuổi và lúc đấy là bà có thai. Em cũng không dám chắc những hình ảnh mà em không nên thấy có phải là bà nội em hay không. Tuy nhiên, em chưa bao giờ bị bóng đè. Mãi đến khi em lớn thì số lần em thấy những hình ảnh đó giảm dần, nhưng bắt đầu xuất hiện lại từ năm cấp 3. Lúc đó thì nhà xa nên em phải đi ra huyện để thuê trọ.
Em thì rất nhạy cảm với những vấn đề tâm linh, nên khi em ở trọ vào lúc học cấp 3, em bị nhát rất nhiều lần. Mà những lúc đó em hoàn toàn trong tình trạng tỉnh táo. Để em miêu tả lại cho mọi người dễ hiểu. Lúc em dọn vào trọ thì khu trọ có 8 phòng và còn trống tới 7 phòng, tức là chỉ có một mình phòng em có người. Và phía sau trọ thì toàn là cây tùm. Thế nhưng cứ 3-4 giờ sáng là em nghe thấy có tiếng dắt xe đạp đi qua dãy hành lang liên tục trong cả tháng trời. Tiếp đó, em nấu cơm thì rất nhanh bị thiêu. Bình thường sáng đi học em sẽ nấu cơm sẵn để trưa về ăn, nhưng khoảng thời gian từ sáng đến trưa là cơm đã bị thiêu. Em có vái là muốn ăn gì thì tối báo mộng cho em sẽ cúng chứ đừng làm cho cơm thiêu nữa. Sau đó thì cũng hết mà không có báo mộng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng lạ. Mãi sau này, khoảng 1 năm sau, thì phía sau trọ dọn trống có xuất hiện ra một dãy mộ. Tới lúc em đi học đại học thì em lại tiếp tục đi thuê trọ. Ban đầu ở thì không có gì, cho đến nửa năm sau thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Em thì ở chung với một bạn An và có một người bạn thân tên là Bình hay qua ngủ. Hôm đó em với An đi học nên bạn Bình ở nhà ngủ, thì bạn Bình có thấy một người tóc xoăn ngồi kế bên bạn Bình nhưng không nói gì hết. Lúc đó Bình sợ quá nên niệm Phật rồi quay người vô trong. Đến lúc em và bạn An đi học về thì bạn Bình về nhà luôn và không có kể cho em về cái câu chuyện đó. Tới ngày hôm sau, bạn An đi học, em ở dưới ngủ thì em có nghe thấy tiếng bạn An ở trên gác cứ kêu em, còn hỏi chuyện với em nên em mới thức dậy mà hỏi. An ơi, sao mày chưa đi học? Thế nhưng chẳng có ai trả lời và cứ im lặng mãi như vậy cho đến khi An đi học về. Sau chuyện đó thì em cũng có cúng bánh trái và vái là đừng phá em, thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Cách đây không lâu, An dọn đi và em trai của em có lên sống cùng em. Chuyện thì cũng không có gì, cho đến khi những người bạn của em, đặc biệt là nam giới, nếu ở trong phòng một mình thì sẽ thấy. Mà mỗi lần thấy như vậy, các bạn đều có kể cho em nghe và em đều có cúng bánh trái. Có lần gần nhất em không thấy xuất hiện nên không cúng, thì sáng em thức dậy em thấy bạn đó ngồi ngay dưới chân em, nhìn rất rõ mặt mũi. Bạn đó thì là nam, tóc xoăn, nhìn thì không đáng sợ nhưng em lại cảm thấy sợ vì thỉnh thoảng trong những giấc mơ đều có xuất hiện một người rất quen thuộc cũng là nam. Ba em nghe vậy có xin bùa cho em mang bên mình và để dưới gối, nhưng hết em thì đến em trai em thì bị. Em trai em bắt đầu ngủ mơ thấy những điều lạ, hầu như là bị suốt cả tuần và em cũng có cúng thì lại hết. Em cũng có hỏi mọi người là lúc đó em có nên làm gì đó hay không, như chuyển trọ, xin bùa, đọc kinh, nhưng đừng có làm hại tới bạn đó, tại vì em thấy bạn đó cũng lành. Hoặc là em có phải là đang bị duyên âm theo hay không? Thật sự là đường tình duyên của em cũng rất là lãng nhách. Từ khi mà những người bạn của em gặp được bạn đó thì như là một con người khác. Em có linh cảm bạn đó là từ trọ cấp 3 theo em, vì những người ở trọ trước đó chưa ai thấy bạn đó dù chỉ một lần. Tiếp tục là câu chuyện của bạn có Facebook là Ngọc Phú. Đợt mùng 1 tháng 7 âm lịch, mình phát hiện có chuyện lạ xảy ra trong nhà. Mình đoán là con nít mà không hiểu sao vào được. Trước nhà thì có trồng xương rồng và nhiều chậu cây lẫy hổ dại để trấn trạch. Trong nhà thì có thờ Tam Thế Phật và bình hồ lô thỉnh từ sư phụ. Cửa sổ thì đã làm phép và có treo xương rồng. Thế nhưng bữa đó, cỡ 14:30, chiếc xe cầu mới mua của ông con tự nhiên phát nhạc, mà cái nút đó phải ấn mạnh xuống thì nó mới kêu. Mà ông con mình chơi xong thì chưa có dọn, quăng đồ ở dưới giường. Nếu mà nó kẹt thì phải kẹt trong hoặc sau khi ông con chơi, chứ mắc gì nó chơi xong mới kẹt, đúng không? Vợ mình thì tưởng ông con không ngủ trưa mà xuống chơi, tính định la nó. Lúc đi lấy cây roi thì thấy ông con cũng đang nhìn. Bực quá, chửi bâng quơ thì thấy nó tắt.
Trước đó thì có tính cúng, mà nghĩ sau đó không cúng nữa. Có khi do người ta thấy bày ra mà không cúng nên hơi quạo. Xong rồi mình mới nói với vợ là thôi, để mai mua đồ về cúng luôn. Sẵn nói với người ta, hầu như rằm tháng nào cũng cúng hết. Trước là gia đạo bình an, sau là thuận buồm xuôi gió. Chắc là người ta cũng hiểu, nên sau đợt mâm cúng cũng hơi to to thì không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng mọi người cũng hiểu, tháng 7 là tháng âm ti xá tội vong nhân. Họ được về nhà và dĩ nhiên cũng có người đi theo giám sát. Cũng có những vong nhân không có nhà cửa, chết sông chết suối, chết bụi chết bờ thì họ cũng hay phá. Khi cúng thì nhớ khấn vái, khấn bằng cả cái tâm thì họ sẽ hiểu. Mời họ hưởng thì cũng nhớ tiễn họ đi, đừng có quên, không thì mệt mỏi lắm. Tiếp tục là câu chuyện của bạn có Facebook tên là Nguyễn Phúc. Phúc thì vốn là người không theo đạo, và lúc từ nhỏ đến giờ cũng không có cung kiến. Mọi thứ bắt đầu từ cách đây 3 hôm. Đêm đó, Phúc ngủ thì đột nhiên thức giấc và nghe thấy có tiếng trẻ con cười ở dưới sân nhà. Cười rất lâu. Quay sang nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng. Phúc có kể cho bạn bè thì họ bảo là Phúc bị trêu. Sang đến hôm sau không còn nghe nữa nên Phúc nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng lại. Thế nhưng dường như mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đêm hôm qua lúc đang ngủ, Phúc có nghe thấy tiếng như ai đó bước lên con dốc dùng để chạy xe lên nhà trước sân, tạo ra tiếng kêu. Nhà Phúc thì sử dụng cửa cuốn nên Phúc không lo là trộm đột nhập vào được. Lúc đó cũng đang đau bụng nên Phúc vào toilet ngồi thì nghe thấy có tiếng ở chỗ cái dốc nhà Phúc. Lúc đấy biết là nhà sắp bị đột nhập nên Phúc có mau vệ sinh để vào chiến đấu bảo vệ tài sản. Khi chuẩn bị mở cửa ra thì Phúc nghe thấy có tiếng soạt soạt bước chân. Do nhà sử dụng gạch giáo gỗ nên nhàm nhám, bước đi sẽ gây ra tiếng động. Phen này thì không xong rồi, chỉ có bọn trộm chuyên nghiệp mới phá được cửa nhà Phúc mà không tạo ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng ầm lúc nãy. Suy nghĩ cố nhớ lại những thứ đã được đào tạo, Phúc tháo thanh treo đồ trong toilet, mở mạnh cửa chạy ra, cua mạnh một vòng rồi bình tĩnh nhìn lại thì không thấy có ai. Lúc đấy nhiệt độ trong phòng thì cũng bình thường. Phúc đi vào bếp kiểm tra thì cũng không có ai. Quay lại cầu thang ở kế bên toilet thì nhiệt độ bỗng lạnh lên. Nhìn lên tầng thì thấy cửa phòng Phúc bị mở ra, trong khi cửa phòng Phúc auto đóng và tự khóa lại, chỉ có vân tay của Phúc thì mới mở ra được. Quay ra nhà trước thì thấy cửa vẫn đóng. Phòng khách nhà Phúc thì không có gì nên nhìn sơ qua là thấy không có ai cả. Lúc đấy Phúc nghĩ đó là trộm và không suy nghĩ nhiều về việc cửa phòng chỉ Phúc mới mở ra được vừa bị ai đó mở ra. Phúc tiếp tục tiến lên trên tầng 1, hết sức thận trọng kiểm tra phòng Phúc và phòng khách phụ kế bên, nhưng cũng không có ai. Lúc đấy bắt đầu xuất hiện những tiếng lộc cộc như tiếng nở nhiệt của cửa sổ nhôm, rồi đến tiếng cây quạt điều hòa để lâu không dùng bỗng phát ra cái tiếng kêu cực kỳ chói tai ở tầng trên, khiến cho Phúc giật bắn cả mình. Chạy ra cầu thang nhìn lên thì thấy ai đó đã đẩy nó từ trong phòng ra ngoài. Phúc biết được là có thằng nào đó đang đẩy nên bình tĩnh vừa lấy lọ keo 502 50ml, sợi dây nịt, đèn pin hình tròn cắm trại siêu sáng, cái micro cài áo gắn vào loa đeo túi mở mắc âm lượng. Khi có dịp nghỉ, Phúc thường dẫn các tour du lịch tự phát và có trang bị cho mình cái loa mini đấy. Phúc tiến lên tiếp cận với vách cửa căn phòng, quăng lần lượt cái loa gắn micro vào phòng, tạo âm thanh cực lớn để cho trộm bị hoảng, rồi quăng ngay cái quả đèn vào. Sau đó mới chạy vào khống chế thằng trộm bằng lọ keo 502 và cái thanh treo đồ trong toilet. Thế nhưng khi chạy vào thì chẳng có ai cả. Nhìn qua căn phòng kế bên vẫn đang bờ lóc cửa, suy nghĩ liệu nó có đang ở trong phòng hay không. Bởi vì hai phòng đã bị ăn bờ lóc thì cớ gì phòng này nó không vào được. Tựa tay vào lan can cầu thang thì có tiếng như tiếng ai đó đập vào kính cửa lan can ở phía dưới tầng trệt.
Chưa kịp định thần thì cái ghế xoay ở cái phòng lúc nãy bắt trộm hụt nó bị đổ xuống. Mà Phúc thì đã kiểm tra kỹ và không có ai ở đó. Quay lại phòng nhìn thì thấy rõ có cái bóng trên tường vụt qua do đèn lúc nãy Phúc quăng vào phản chiếu lại. Hoảng quá, Phúc chạy xuống tầng 1 lấy điện thoại định gọi hỗ trợ thì lại thêm một tiếng con nữa phát ra từ tầng 2. Lúc này thật sự là Phúc đã sợ rồi nên Phúc chạy xuống tầng trệt. Lại một lần nữa tiếng đập vào lan can kính lại vang lên. Chịu hết được nên Phúc chạy ra ô tô để chạy ra ngoài, dừng lại ở một quán nhậu, vót lên hỏi mọi người phải làm như thế nào. Một lát thì có một bạn trong hội của Phúc inbox liên hệ hỗ trợ Phúc điều khiển xe qua chốt kiểm tra tới khách sạn. Sáng đi cùng với Phúc về nhà lấy đồ để Phúc lên cơ quan làm việc. Đêm đó lùi xe ra khỏi nhà, quay sang lấy remote bấm hạ cửa xuống thì đằng sau xe Phúc thấy rõ có hai người đứng sát vách đằng xa. Do bóng đèn hậu của xe màu đỏ nên Phúc nhìn không rõ mặt. Phúc có kể lại Phúc là người giữ gìn an toàn trật tự cho cuộc sống của các bạn nên Phúc không sợ sệt khi tiến hành bắt trộm, kể cả việc tạo âm thanh cực lớn và quăng đèn vào để khống chế đối tượng cũng nằm trong chương trình mà Phúc được đào tạo. Phúc mặc dù không nhìn thấy rõ thứ đó nhưng đấy là thứ khiến cho Phúc sợ tới cuối đời. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Nhân chứng sống.